Bữa về Houston, nói, trời ơi sư phụ có hơn của cha một Phật sống Bồ Tát sống whatever Chúa sống gì đó mà ngồi nói chuyện với đệ tử gần cái đống phân bò. Tại lúc đó sư phụ qua ngồi cái đống cỏ sao nó mùi hôi hôi, nhìn lại cái bên đống phân bò. Còn mấy ông thầy ông vô chùa trời năm bảy nghìn người chào đón, máy lạnh đồ đã luôn á, không ăn uống rồi mặc đồ đồ nghiêm trang. Phật tử thì mặc áo chàng rồi chào đó, tức là ma quỷ mà nó phải trịnh trọng. Còn thứ thiệt đụng đâu ngồi đó, đụng đâu ăn đó. Mình chỉ cần là thành tâm và không có mong cầu, cũng chẳng có cần khen ngợi, chỉ cần những cái lời nói của sư phụ, những cái hành động thôi. Đừng có chấp cái tướng của sư phụ. Xuống trần sư phụ cũng phải giống như người thường thôi mà, nửa đời nửa đạo. Nhưng mà sư phụ đã từng nói rồi, nửa người thôi nghe chứ đừng nói nguyên người. Nguyên người thường thì cũng giống như những người bình thường, đâu có làm được cái gì. Nó phải có nửa người kia, nó hơi khác một chút vậy đó. Chỉ có cái là cứu quả địa cầu này từ bị diệt luôn á. Lúc đó cha ban lệnh xuống là cái quả địa cầu này bây giờ trượt quá rồi. Thụ mới khóc, mới xin cha cùng với Đức Thầy hạ phàm để mà người nào giữ thì cho họ cơ hội cuối cùng, còn người nào mà không nghe lời nữa thì lúc đó họ mới ra đi. Mà ra đi á, là cái thần hồn á, là 10 chết 7 còn 3 là thanh lọc thần hồn á, chứ không phải là xác phàm. Tại vì chết rồi cái thần hồn á, mới bị trừng trị mà, là được đầu thai hay là mất xác mất hồn hay là về được cảnh cảnh giới thiên đàng, là cái sàng lọc của thời này là gì.